Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 giờ ở bản chương trình iGov. Khi tham gia tập iGov, các bạn nhận được 10 tập càng KCT. 1 KCT bằng 1 đêm, 1 đô. Con này sẽ list lên 2 sàn La Token và B2B các bạn. Thì mình có để link đăng ký sàn La Token ở dưới cho các bạn. Nếu có tập càng như vậy, link sàn ở dưới phần link thứ hai của mình nha các bạn. Rồi mình link mô tả bên chúng ta để tham gia chatbot nhé. Rồi các bạn nha, lướt cấp trang nha, 35 cộng 1 bằng 36. Còn bấm gỡ nha các bạn. Rồi 35 cộng 1 bằng 36 chứ. Bạn bấm continue nha các bạn. Bấm continue với 36 chứ. Cho nó cập nhật. Rồi nhiệm vụ nó thì đầu tiên các bạn join kênh channel của nó nè. Rồi các bạn join vô các bạn, rồi bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn follow Twitter và request inbox nha các bạn. Rồi các bạn follow nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn bỏ cái ít phút làm kèo này, cái nguồn này là nguồn uy tín nha các bạn. Mình kiếm những cái kèo nào mà uy tín cho các bạn nha các bạn. Để tránh scam. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Casino, iGov Casino. Mình ghi test lên cái bài nào các bạn like cho nó cái các bạn. Rồi các bạn like review là ghi review là cái bài đầu tiên các bạn test lại các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn like Facebook, like và chia sẻ bài viết cho nó nè. Các bạn like nha các bạn. Like là theo dõi đó. Rồi bạn bấm vào qua cho gạch này nè, bạn chia sẻ và viết nha các bạn. Rồi đăng trên dòng thời gian công khai. Rồi bạn xếp ra kênh YouTube của nó các bạn. Bạn đã chia sẻ bài viết Facebook nó, rồi bạn subscribe kênh YouTube của nó nè. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Con này không có gì hết, con này mới ra luôn các bạn. Rồi các bạn thoát ra lại các bạn. Ta lại mở Telegram nữa. Rồi các bạn tạo nhé cho ta. Rồi các bạn đăng ký một cái website của nó các bạn. Để cái website này giống như gì? KingCasino.io. Không các bạn, cái website này là nó giống lại website sàn lắm các bạn bỏ luôn được các bạn. Thôi, cái website này website sàn các bạn. Mình đăng ký đầu tiên các bạn, nó dậy cho này nè.
Rồi các bạn thoát ra đi nha các bạn. Bước số 5 này các bạn đăng ký cái sàn link thứ hai của mình là đủ rồi, bỏ bước số 5 đi nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh channel của nó nè. Rồi 71 Galaxy 8. Rồi các bạn vào Telegram group nữa. Để có gọi bạn. Rồi. Rồi. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Nó có hỏi mình là ship gai chưa? Bị hỏi mình có và các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn ghi cái username theo word của mình nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân theo word mình mà cập nhật lấy username nha các bạn. Win username quên mẹ nè ta. Tại mình lấy username mình kia. Rồi các bạn vào trang cá nhân nè. Win V này nè, H9. Con mở ra. Nó còn Win V nè nè H9. Rồi bạn gỡ nha bạn. Rồi lấy cái link profile Facebook mình nha bạn. Mấy phút rồi ta. Rồi các bạn vào trang cá nhân nè. Lại có chia sẻ với mình. Rồi các bạn sẽ chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép đến liên kết với trang cá nhân các bạn. Bật vào. Rồi gửi cho nó nè. Subscribe username channel. Username mình vào lấy username của mình. Bạn mở lên. Rồi các bạn nhập trang cá nhân của mình. Nhập kênh của bạn. Rồi bạn chia sẻ nè. Rồi sao chép đơn giản nè. Rồi bỏ thoát ra nè. Mở Telegram bắt lên. Rồi các bạn dán cho nó nha bạn. Reset nó có hỏi mình đăng ký what si gọi điện email đăng ký hàng này qua. Anh nhân quỳnh nó mình xem món qua cầm miếng cơm nữa. Rồi bấm đón nha bạn. Rồi email gì má đúng rồi anh Đức Quỳnh đang mở trên chúng nó cầm trống cơm rồi for the file rồi bấm đoan nhé mà rồi như vậy mình đã nhận được 10 token nhé mà. Vì mình đã nhận được 10 token KTLG video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.